Vào chiều nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hệ thống mới trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử của thành phố, được kết nối tích hợp với hệ thống xác thực định danh điện tử để chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề án 06 của Chính phủ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện với phương châm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các tính năng theo quy định mới nhất của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tạo bước tiến trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và địa phương, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp thành phố. Chúng ta nói là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thì quá trình chúng ta vận hành như vậy thì tương tác với người dân với doanh nghiệp, ta lắng nghe ý kiến để chúng ta điều chỉnh để làm sao người dân và doanh nghiệp thuận lợi nhất, tiếp cận dễ dàng nhất, giải quyết nhanh chóng nhất. Làm trước mắt, rút kinh nghiệm, rồi nhìn thấy những cái vướng mắc, những cái phát sinh để chúng ta điều chỉnh các giải pháp để đến 2025 chúng ta điều hành cái nền hành chính của thành phố trên nền tảng số. Dự kiến đến cuối năm 2022, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ thiết lập 100% thủ tục hành chính đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt để cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ, đồng thời cung cấp 452 dịch vụ công trực tuyến theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thưa quý vị, với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính vừa được Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt, lợi ích đầu tiên là các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ chỉ cần nhớ một địa chỉ duy nhất để thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Và để thông tin thêm về các tính năng, điểm đặc biệt của hệ thống mới này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị trực tiếp thực hiện xây dựng hệ thống. Xin chào bà, với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới vừa ra mắt của Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay người dân cũng như là doanh nghiệp sẽ được hưởng những lợi ích cụ thể như thế nào? Có thể kể đến 4 cái tiện ích lớn mà hiện nay chúng tôi đang tập trung để làm sao mà nâng cái chất lượng mà trải nghiệm người dùng trên cái hệ thống này. Thứ nhất đó là một cái tài khoản xác thực để mà cho người dân, cho tổ chức đăng ký vào cái hệ thống này. Đã được liên thông kết nối với cái hệ thống mà cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Cái nhóm thứ hai là chúng tôi tập trung đến cái việc là hoàn thiện cái môi trường mà cung cấp các dịch vụ hành chính trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung vào một cái địa chỉ duy nhất tại cái trang thông tin dịch vụ công của thành phố. Nhóm thứ ba, chúng tôi hướng đến việc người dân và doanh nghiệp sẽ sử dụng được cái hồ sơ số của mình. Thì đây là một cái tiện ích quan trọng liên quan đến việc là người dân và doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ một lần, sau đó sẽ sử dụng được nhiều lần tại các hệ thống khác. Nhóm thứ tư đó là tăng cường cái tính công khai minh bạch trong cái việc xử lý thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp có thể giám sát. Có thể thấy đó là kết quả của giai đoạn 1 với sự nỗ lực cải cách hành chính tại thành phố. Thế thì trong giai đoạn 2, thành phố sẽ tiếp tục cập nhật những tính năng mới nào thưa bà? Chúng tôi sẽ hoàn thiện cái việc là những cái thủ tục hành chính mà liên quan đến gọi là dịch vụ công thiết yếu thuộc cái đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ là chúng tôi sẽ đưa lên trên cái hệ thống này. Mà đặc biệt là hiện nay theo Nghị định 42 của Chính phủ thì chúng tôi không còn dùng khái niệm là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nữa mà chúng tôi gọi là dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Có nghĩa là từ cái thủ tục đăng ký đến khi nhận kết quả thì chúng ta thực hiện trên cái môi trường trực tuyến và kể cả các phần mà thanh toán trực tuyến. Thưa bà, trong quá trình sử dụng, nếu người sử dụng gặp bất kỳ những khó khăn nào thì hiện nay chúng ta đã có một hệ thống xử lý cũng như giải quyết các tình huống này ra sao ạ? Chúng tôi đã thiết lập một cái đường dây nóng thông qua cái tổng đài 1022 của thành phố, nhánh số 2. Thì như vậy người dân và doanh nghiệp gặp bất kỳ cái khó khăn nào trong cái quá trình mà sử dụng cái hệ thống thông tin mà giải quyết thủ tục hành chính, ví dụ như là gặp kỳ rắc rối trong cái quá trình là đăng nhập vào hệ thống hoặc là trong quá trình mà sử dụng hệ thống có những cái khó khăn mà mình không biết là sẽ xử lý như thế nào. Bởi vì trên môi trường trực tuyến thì không thể nào gặp cái cán bộ trực tiếp để hỏi. Thì như vậy chúng tôi có cái tổng đài để giải quyết. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.